Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người cái vòng cái mã áo xuất Mỹ nhà em nhé mọi người nhé. Trời ơi cái mã này nó xinh lắm luôn các chế ơi. Cái mã này là hàng loại 1 nhé mọi người ơi. Đây, đó, chuẩn tem mác hàng loại 1 này. Tất cả đều là tem mác hàng loại 1 nhé mọi người nhé. Đây, nó có bảng size theo dòng xuất Mỹ này. Đó, trời ơi cái chất này nó đẹp lắm luôn ý. Mọi người ơi, mọi người mà mua các cái hàng bình thường nhà em nó đã rất là đẹp rồi, nhưng mà em nói thật là em này mà mọi người mà không mua nữa thì quá là tiếc. Nó phải nói là chuẩn từ cái form này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chuẩn từ cái form này đến cái quả này, cái quả này mặc nó ôm dã man luôn, mà nó không sợ mình mặc nó không sợ bị bửa cái viền ra đâu mọi người ạ. Đây, đó, bốn dòng cái này nó có bốn cái hàng cúc này. Đây nên là nó mặc, mình mặc các chị em nào mà bị ngực nhỏ nhưng mà béo lườn ý, mình vẫn mặc vừa nhá mọi người nhá. Đó, trời ơi, cái dây mảnh này đẹp lắm luôn, đẹp xuất sắc luôn. Em này thì chắc chắn là em cũng phải để lại vài em để em mặc rồi. Nhà em hiện tại thì đang có 3 màu nhá. Màu trắng kem này, màu nâu tây và màu đen. Đó, hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người để mọi người biết là hàng này, hàng xuất này nó như thế nào. Đây, đó, cận cảnh cận chất nhà em đây nhá mọi người nhá. Thật sự là nó đẹp từ cái chất vải. Đó, từ cái chất vải đến cái form này. Form này. Đây, đệm giày 3 phân nhé mọi người nhá. Đệm giày 3 phân để cho chị em nào mặc nâng ngực và ôm rất là đẹp luôn nhé mọi người ơi. Đấy, đẹp chưa ạ? Rồi, ok nhé mọi người nhá.